Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về thằng regular expression, hay là tên viết tắt của nó là reject, còn tên tiếng Việt của nó là biểu thức chính quy. Thì ở đây mình sẽ có một cái hình ảnh như này. Thì chắc là các bạn đã từng nhìn thấy một cái đoạn chuỗi ký tự như này đúng không? Nó một cái đoạn mã, nó giống như kiểu một đoạn mã ấy. Thì cái đoạn mã này nó chính là reject. Thế là reject dùng để làm gì? Thì ở đây mình có một cái form như này. Đây mình có một cái form gồm email và password đúng không? Thì khi mà người dùng người ta nhập email mà không đúng định dạng email gì, đó là tên này, không phải a phải có a còng này, không phải phải có gmail.com hay là cái gì đấy chấm cái gì đấy đúng không? Thì đấy là một cái định dạng chuẩn của email. Thì nếu như mà người dùng người ta nhập không đúng cái định dạng của email ấy, thì mình sẽ sử dụng reject để mình báo lỗi cho người ta là cái trường này phải nhập đúng định dạng email. Hay là người ta nhập password chẳng hạn. Thì khi mà người ta nhập password thì mình sẽ yêu cầu người ta đó là password thì phải có tối thiểu là 8 ký tự. Trong đó có chữ in hoa này, chữ số này và ký tự đặc biệt. Thì để kiểm tra và những cái chuỗi ký tự như thế thì mình sẽ sử dụng đến reject. Đó. Thì ở đây là một bài giới thiệu thôi chứ không phải bài dạy, tại vì ngay cả bản thân mình cũng chưa thể gọi là thuộc được hết tất cả toàn bộ những ký tự ở trong thằng reject. Reject nó gồm rất nhiều các ký tự, nó cứ sắp xếp với nhau để tạo ra được một cái gọi là một cái đoạn mã. Cái đoạn mã đấy sẽ được dùng để kiểm tra một cái chuỗi ký tự nào đấy xem nó có khớp hay không. Đó. Thì nếu như mà bạn nào muốn học reject ấy, thì ở đây mình sẽ có hai nguồn tài liệu mình đã tham khảo qua khá là hay. Thứ nhất đó là học qua video, thì ở đây mình có của anh Cô Master. Thì video này mới ra cái đây 6 tháng thôi nhưng mà mình cũng đã xem qua rồi. Thì nếu như mà bạn nào chưa hiểu reject là gì thì các bạn có thể xem video này rất là hay. Ví dụ cũng rất là trực quan luôn và bài giảng cũng cực kỳ là chi tiết nhé. Các bạn nên xem video này. Còn nếu như mà bạn nào muốn đọc tài liệu ấy, thì ở đây mình có link của VIPLO của anh Trần Ngọc Nam. Thì ở đây mình sẽ có hai cái bài này. Đó là các ký tự đặc biệt trong Regular Expression. Đó. Thì ở trong mỗi cái ký tự này, anh ấy sẽ, trong cái bài viết này sẽ giới thiệu tức là ký tự đấy dùng để làm gì. Và ở dưới mình sẽ có luôn cả ví dụ để mình đọc. Đó thì các bạn có thể tham khảo qua hai link này. Thì với anh Trần Ngọc Nam thì mình sẽ có hai link nhé. Phần 1 và phần 2. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng, mình sẽ không viết những cái đoạn mã reject này mà mình sẽ sử dụng nó. Tại vì khi mà đi làm ấy thì chúng ta cũng ít khi mà chúng ta phải tự viết. Đa số là nếu như mà mình xử lý những cái form, ví dụ như cái email này, password này, hay là xử lý, nói chung là xử lý ở trong cái form input ấy, thì gần như là tất cả những cái đoạn mã reject là nó đã đều có sẵn ở trên mạng hết rồi và các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Còn ngoài ra nếu như mà các bạn phải làm một cái đề bài gì đấy rất là đặc biệt ấy, thì các bạn sẽ phải tự mình ngồi đọc những cái ký tự như này, phải tự mình ngồi đọc những cái ký tự như này và tự mình viết ra. Đó, mình thì cũng gặp trường hợp này, nói chung là mình mới gặp được có 2 lần thôi. Mình đi làm rất là nhiều năm rồi nhưng mà mình mới chỉ gặp đúng 2 lần thôi. Tức là mình sẽ phải ngồi mình mò xem cái ký tự nào là phải sử dụng để làm gì thì mình sẽ dùng. Còn đâu đa số là xử lý những cái form input như này thì nó có sẵn ở trên mạng hết rồi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về sử dụng về thằng reject nhá. Ở đây thì mình sẽ làm demo, thì mình sẽ có hai thằng input này, một thằng email, hai thằng password. Thì đối với thằng email thì mình sẽ sử dụng reject để kiểm tra xem những gì mà người dùng người ta nhập ấy có đúng định dạng email hay không. Còn đối với password thì mình sẽ bắt người ta là khi mà người ta nhập password vào đây thì nó phải có tối thiểu là 8 ký tự. Nó phải có chữ thường, chữ hoa, chữ số và chữ cái đặc biệt, chữ ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt đó là dấu chấm than, a còng, thăng, đô la, phần trăm đấy. Rồi trên phím dãy số đấy. Rồi ok. Thì ở đây mình có phần code ở đây đây. Cái phần demo này, cái CSS của nó hơi dài. Thế nên là mình đã CSS sẵn. Và mình sẽ gửi lại cái link demo này ở dưới phần comment nhá. Đó. Ở trong cái ô password này thì mình cũng làm luôn thêm một cái chức năng đó là show cái password khi mà người dùng người ta gõ. Đó. Khi mà người ta gõ như thế này. Ấn vào đây thì sẽ show cái password đấy ra. Rồi, thì ở đây là cái form của mình. Đó, nếu như mà các bạn ở trong cái video này các bạn chưa nhìn kỹ được vào cái form này thì các bạn có thể xem cái link demo ở bên dưới, mình sẽ để link demo ở bên dưới nhá. Thì ở đây đầu tiên là mình sẽ làm cái tính năng nó show password trước đúng không? Thì mình sẽ có ra một cái function tên là toggle. Toggle ở đây là toggle password đi. Rồi ok. Ở đây là cái input password của mình này. Đó, input password đây, form field này, input password còn cái này là label thôi.
Thì ở đây là mình sẽ có thêm một cái input là checkbox. Thì khi mà cái nút checkbox này này nó được bật lên ấy, đây cái nút checkbox này được bật lên tức là mình đang show cái password còn tắt đi, thì mình sẽ ẩn cái password đấy đi. Thì ở đây mình sẽ gọi vào, đầu tiên là mình sẽ gọi vào cái thằng password này đó. Thì để thay đổi được cái ẩn hiện password ấy, thì mình sẽ chọn vào cái type này, type của nó là password. Thì bây giờ khi mà cái checkbox này được check đúng không, thì mình sẽ cho cái type này về thành text đây, input time bằng password. Password thì nó sẽ làm ẩn cái những cái gì mà chúng ta viết đúng không? Thì bây giờ mình chỉ việc đổi cái type này về thành text thì nó sẽ hiển thị ra thôi. Thì ở đây mình sẽ có một cái less tên là password. Rồi mình sẽ document này. Document.getElement by ID. ID ở đây thì mình có luôn một cái ID tên là password ở đây rồi. Ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ có thêm một cái checkbox nữa, cho này nhỏ lại một tí. Ok, less checkbox để mình gọi vào cái input time bằng checkbox này, để mình lấy ra được cái check cực của nó bằng document.getElementById, ở đây là checkbox. Rồi ok, và ở đây mình sẽ kiểm tra điều kiện nhé, if này, nếu như mà cái thằng checkbox này của mình có check cực đúng không, nếu như mà checkbox chấm check cực, check cực đây thì nó sẽ bằng true đấy, bằng 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 true này này đó. Thì mình viết tắt là ở đây là mình không viết bằng true này, thì ở đây nó sẽ tự hiểu là nếu như mà cái checkbox chấm check cực này bằng true thì mình sẽ làm cái gì. Thì ở đây mình sẽ gọi đến cái thằng password và mình sẽ chấm type, nó sẽ có một cái thằng tên là chấm type đây, mình nó sẽ có một cái thằng chấm type này, và các bạn có thể đổi cái type này từ password sang thằng text. Ở đây mình sẽ để là text đó, còn nếu như mà không eo thì mình sẽ để lại nó thành password đúng không, password chấm type bằng password. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn cái toggle password này vào trong cái thằng input checkbox này đúng không. Thì ở đây mình sẽ on click thằng toggle password, rồi load lại trang. Đây thì bây giờ ví dụ như mình gõ ABC này và mình mở này lên đó, thì nó sẽ hiện ra cái main cái password của mình đó, ẩn nó đi này, hiện lên này. Rồi tiếp theo bây giờ là mình sẽ xử lý cái thằng reject này nhá. Thì để khi mà người dùng người ta gõ email hay là người ta gõ password ấy, thì nó sẽ báo lỗi, còn nếu như mà người dùng người ta nhập đúng thì nó sẽ alert ra success. Đấy, mình sẽ alert ra cho nhanh. Ở đây mình sẽ có một cái function này, check form. Rồi thì ở đây mình sẽ có một thằng tên là less email, sẽ bằng với cả mình phải gọi đến cái thằng email đúng không, phải lấy ra được cái dữ liệu mà người dùng người ta nhập vào thì mình mới kiểm tra được. Thì ở đây là document.getElementById, ở đây ID mình có tên luôn là ID email rồi, ID email.value để lấy ra cái dữ liệu mà người ta nhập vào. Tiếp theo đấy là mình sẽ tạo ra một cái đoạn mã reject để mình kiểm tra đây cái cách sử dụng của reject nhá. Mình sẽ để tên là reject email đây. Và bây giờ các bạn sẽ làm sao để các bạn có được một cái đoạn mã như lúc đầu mình bảo đúng không, cái đoạn mã đấy gồm rất nhiều các ký tự nó cứ sắp xếp với nhau đúng không, thì làm sao để các bạn có thể lấy được cái đoạn mã đấy. Thì ở đây nó có nguyên một trang, đó là trang reject.com như thế này để cho các bạn sử dụng. Thì ở trong cái trang này sử dụng như thế nào? Đầu tiên là các bạn có thể tự mình viết những cái đoạn mã ở đây, tức là lúc mà các bạn học ấy thì các bạn có thể viết những cái đoạn mã đơn giản vào đây này, và ở dưới nó sẽ có một cái đoạn văn hội thoại như này, nó sẽ có một cái đoạn string như này để cho các bạn thực hành, các bạn test luôn. Còn ở đây nếu như mà các bạn muốn sử dụng những cái đoạn mã mà có sẵn ấy, thì các bạn sẽ vào cho mình phần community pattern này, thì ở trên đây nó là cái cộng đồng ấy, nó là cái cộng đồng. Thì các bạn có thể, tức là có những người người ta viết ra rồi ấy, người ta đưa lên đây ấy, và các bạn cứ chọn cái nào rating cao nhất thôi. Ví dụ như ở đây, ở đây này có một cái thằng email validation đây này, đấy rating của nó được 4.4, tức là rating cao nhất thì là 5, 4.4 là khá là cao, thằng này là cao nhất rồi, thì các bạn để chọn vào đây, và ở dưới đây chính là cái đoạn mã reject của nó này, các bạn đưa sang bên đây nhé, đó đoạn mã sẽ hiển thị ở bên này. Và ở trong đây khi mà các bạn di chuột vào cái phần nào đây, ví dụ như các bạn nhìn thấy mình di chuột vào cái phần A và Z đúng không, thì ở bên dưới này này nó sẽ, tức là nó sẽ giải thích cái đoạn mã đấy là gì luôn đấy,
Đó, đây này. Đấy, phần tức là phần dưới này nó sẽ giải thích loại mã, thì những cái này thì chắc là các bạn sẽ cần biết chút tiếng Anh. Còn nếu như mà các bạn không biết thì cũng không sao, các bạn có thể sử dụng, tại vì cái đoạn mã này được grade đến 4.4 mà, cao nhất thì là 5. Thì ở đây mình sẽ copy đoạn mã này lại nhá. Ctrl C này. Rồi, mình paste ra đây, Ctrl V. Hơi dài đấy. Hơi dài, đây mình sẽ kéo vào đây. Nó dài hay không không quan trọng nhé. Đây. Thì đây là những cái đoạn mã người ở trên mạng người ta đã viết sẵn và các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Mình cũng toàn làm theo cách này thôi. Còn lúc nào mà cái đề bài nào đấy nó hơi đặc thù quá thì mình sẽ bắt buộc mình phải tự viết. Còn đối với những cái phổ thông như này thì các bạn dùng sẵn luôn cũng được, không vấn đề gì cả. Rồi, thế thì bây giờ ở đây là mình đã có một cái đoạn mã để kiểm tra và mình cũng đã có cái dữ liệu người dùng người ta nhập vào rồi. Thế thì bây giờ bắt đầu kiểm tra như thế nào? Xuống dòng này, bây giờ mình sẽ có một cái biến này, check email. Đấy, cú pháp nó sẽ là như sau nhé. Mình sẽ gọi đến cái reject email này, reject email này, và có một cái hàm tên là hàm test. Hàm kiểm test tức là kiểm tra đúng không? Thì bây giờ mình kiểm tra gì? Mình kiểm tra cái email. Đây. Reject email.test kiểm tra cái email người ta dùng nhập vào, tức là lấy cái đoạn mã này này kiểm tra xem nó có khớp với cả đâu. Tức là lấy cái nội dung mà người dùng nhập vào kiểm tra xem nó có khớp với cả cái đoạn mã này không. Thì cái đoạn mã này nó sẽ kiểm tra theo kiểu đó là nếu như mà người dùng người ta nhập đúng cái định dạng email ấy, tức là tên này không phải a còng cái gì đấy, không phải chấm cái gì đấy, thì nó sẽ báo đúng. Còn nếu nó sẽ trả về true ấy, nó sẽ trả cái checkmail này về true này. Mình thử lốc vào nhá, lốc cái checkmail ra này, nó sẽ trả về true hoặc false. Rồi ok, thì bây giờ gắn cái check form này vào trong cái button check form này nhá, on click này, check form này, control net. Rồi, kiểm tra thử này. Load lại trang này. Inspect. Đây, phần console của mình đây. Thì bây giờ nếu như mà mình đây mình nhập một cái gọi là một chuỗi ký tự vào, các bạn nhìn là các bạn biết đây không phải là một email đúng không? Và khi mình ấn check form này, đấy nó sẽ trả lại vào fail. Còn nếu như mà mình nhập đúng định dạng email với test đây a@gmail.com chẳng hạn. Đấy, check nó sẽ trả về true, hoặc là không nhất thiết phải là a@gmail, a@yahoo hay là a@edu cái gì đấy cũng được. Đây, a@yahoo.com cũng trả về true. Đó. Nếu như mà không có a còng thì chắc chắn là nó trả về false rồi. Bởi vì đã là email thì phải có định dạng. Ok. Đó thì đây là thằng email. Tương tự như thế thì mình sẽ kiểm tra thằng password, thì ở đây cũng có một cái thằng tên luôn là password validation, cũng 4.3 rating luôn. Đây, mình copy luôn. Ctrl C này. Rồi, thì ở đây mình đang có cái thằng email đúng không? Bây giờ mình sẽ copy ra thêm một cái thằng password nữa. Thì ở đây mình đang có email này. Ctrl C này. Thêm một thằng nữa tên là password. Password. Rồi, thằng biến password này sẽ gọi vào cái thằng password ở đây để lấy ra value này. Ở đây của mình thì sẽ reject ra reject password. Ok, và ở đây cũng sẽ là check password. Rồi, reject password này. Kiểm tra thằng password người ta nhập vào. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xóa cái đoạn reject của email đi và thay nó bằng đoạn reject của password. Ok. Đây đoạn reject của password đây đúng không? Ctrl C này, Ctrl V. Đó. Rồi, thì bây giờ sau khi mà mình đã có cái đoạn reject này của nó thì đang em xem nào. Theo như mình nhớ thì cũng không nhiều lắm, để mình đọc nhá. Đây, đầu tiên là ký tự này, đây là một bộ ký tự luôn này. Đó. Cái này là phải có chữ số. Đây, nó phải có chữ số chữ gạch chéo D này, tức là phải có một chữ số ở đấy từ 0 đến 9. Cái đoạn này là phải có chữ A đến Z này, tức là phải có chữ thường, chỗ này phải có chữ in hoa. Chỗ này thì có chữ thường, chữ in hoa đấy. Chỗ này là tối thiểu là 8 ký tự, thì các bạn có thể để limit ở đây cũng được. Tức là số đầu tiên là tối thiểu, còn số đằng sau tối đa. Đây, 8 ký tự này. Rồi mình cứ test thử đã nhá. Rồi thì mình sẽ log ra thằng check password. Rồi nó cũng sẽ trả về true nếu như mà đúng, còn trả về false nếu như mà sai.
Rồi password đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho hiện password lên. Ví dụ bây giờ là tối thiểu 8 ký tự đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Đủ 8 ký tự nhá. Nếu như mà mình check form này, đó nó trả về fail. Tại vì sao? Tại vì mình đang chưa có chữ in hoa. Đây mình thêm một chữ in hoa nữa, check vẫn trả về fail. Rồi. Phải có thêm cái gì? Phải có thêm chữ số đúng không? Không này. Check form, đấy giờ thì nó sẽ trả về true. Bởi vì cái này của mình đã đủ điều kiện, tức là phải có chữ thường này, có chữ hoa và có chữ số. Đó, ok. Thì ở đây mình sẽ nhìn xem nào. Nếu như mà ở đây mình muốn có thêm gọi là muốn có thêm cả ký tự đặc biệt đi thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Thì ở đây cái này là do mình làm nhiều nên mình nhớ nhá. Thì ở đây mình sẽ phải có thêm một cái cụm nữa. Ở đây mình sẽ viết xuống dưới đây đi. Đây mình sẽ có một thêm một cái ngoặc tròn là một cái cụm kiểm tra này. Và nó sẽ kiểm tra xem là ở bên trong có ký tự hay không, tức là bắt buộc phải có tối thiểu một hoặc là nhiều ký tự đặc biệt chấm sao đấy, các bạn có thể nhìn vào đây các bạn học vẹt cũng được. Ngoặc vuông này, rồi thế thì bên trong ngoặc vuông này sẽ là cái đống ký tự đặc biệt của mình, thì nó sẽ gồm cái gì? Ký tự đặc biệt thì sẽ là chấm than, a còng, thăng, đô la, phần trăm, dấu mũ này, dấu và này, và dấu sao. Đấy chỉ có vậy thôi, ký tự đặc biệt của mình chỉ có vậy thôi. Ở đây thì mình sẽ thử limit cái chuỗi ký tự này lại nhá. Tức là tối thiểu là 8 và tối đa thì là 12 hay tối đa 10 thôi. 10 chẳng hạn. Control S này. Rồi, kiểm tra thử nhá. Ẩn hiện password lên. 1 2 3 4 5 6 7 8. Check form này, fail đúng không? Bây giờ theo đề bài thì vừa nãy mình cần là gì? Bây giờ chữ thường là có rồi. Cần thêm một chữ in hoa đó là chữ U. Ok, đã có chữ in hoa. Cần thêm một chữ số đó là số 6 đã có. Cần thêm một ký tự đặc biệt mình sẽ để thêm chữ A còng. Bây giờ mình check này. Nó vẫn báo fail tại vì sao? Bởi vì vừa nãy mình đã tối đa chỉ là 10 ký tự thôi. Đó, thì bây giờ chắc chắn ở đây là mình đã cho quá. Ở đây là vừa nãy là mình có 8 đúng không? 8 cộng 3 11 thì bây giờ mình phải trừ đi 3. Thì bây giờ mình sẽ xóa 3 ký tự đầu tiên đi. Check form này, đó, giờ thì nó đã trả về true. Đấy thì bây giờ các bạn sau khi các bạn test xong nhé thì các bạn có thể kiểm tra qua một cách đơn giản thôi. If này, nếu như mà đầu tiên là nếu như mà không có cái thằng check email này đây, check email nếu như mà không có này thì mình làm gì? Mình alert ra cho nhanh nhé. Alert này, invalid email rồi. Mình sẽ có thêm cái thằng else if nữa. Nếu như mà không có check password thì mình sẽ alert ra invalid password. Ok, và cuối cùng là thằng else thì mình sẽ alert ra else ở đây, tức là nếu như mà có cả email và có cả password nó phù hợp đúng không thì mình sẽ cho ra là success. Rồi. Control hết lại. Ok, mình sẽ thử nhá. Đầu tiên là email này, password này, có linh tinh nhá. Đó. Thì bây giờ khi mà mình check này, đấy thì nó sẽ báo là invalid email. Rồi bây giờ phải nhập đúng cái định dạng email. Đây nhập đúng định dạng email thì nó sẽ báo invalid password. 1 2 3 4 5. Rồi, một ký tự đặc biệt này, một chữ số này và một chữ in hoa. Check form success. Đó. Thì bài hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về thằng reject. Thì nếu như mà các bạn nào mà có nhu cầu gọi là tìm hiểu sâu để học thêm về nó thì các bạn có thể tham khảo hai cái link mà mình đã giới thiệu. Còn nếu như mà không ấy, thì các bạn cứ sử dụng theo cái cách mà mình đã giới thiệu các bạn ở đây. Tức là mình dùng những cái mà người ta đã viết sẵn cho mình là ok. Rồi, ok, xin chào các bạn, bye bye.